Thi Nhung xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay là một bản tin cho hay. Ban quản lý của đường sắt ở thành phố Sài Gòn ứng 39 tỷ đồng để trả lương cho công nhân. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Sài Gòn vừa có văn bản trình lên thành phố để xem xét cho tạm ứng 39 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để trả lương cho công nhân đang làm việc tại dự án tuyến metro đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Ban quản lý cho biết, hiện doanh nghiệp tạm thời chưa được giao tự chủ tài chính và sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách nên gặp nhiều khó khăn do không đủ tài chính. Từ trước đây, đã có nhiều cuộc họp với lãnh đạo thành phố Sài Gòn nhưng vẫn chưa giải quyết được vướng mắc. Từ ngày 31 tháng 1 năm 2019 đến nay, nhân viên và công nhân chỉ nhận 2 tháng lương theo mức cơ bản, trích từ kinh phí tạm ứng không sử dụng hết của năm 2018 để chăm lo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, chờ thành phố tạm ứng ngân sách hoạt động cho năm 2019. Các công nhân gặp khó khăn do thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống, trong khi đang dồn sức làm việc để dự án được hoàn thành vào cuối năm 2020 và chuẩn bị khởi công tuyến metro đô thị số 2 Bến Thành – Tham Lương. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo được đánh đi từ Đà Nẵng cho biết, du khách Nam Hàn đã trộm 150 triệu đồng vào casino đánh bạc. Ngày 4 tháng 3, công an ở thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Si Yong Won, 50 tuổi và Kim Kwa Seon, 63 tuổi, quốc tịch Nam Hàn để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 1 tháng 3, anh Lê Trần Tuấn Hoàng, 41 tuổi, trú tại Đà Nẵng, đã dẫn đoàn khách đến khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh ở quận Hải Châu. Trong lúc đợi khách nhận phòng, anh Hoàng ngồi trước khách sạn và để một chiếc túi bên cạnh, bên trong có số tiền khoảng 150 triệu đồng. Khi Nam hướng dẫn viên ra ngoài rồi vào lại khách sạn thì thấy chiếc túi biến mất. Sau điều tra, cơ quan chức năng đã mời ông Kim và ông Sao đến lấy lời khai. Hai du khách đã khai nhận lấy cắp chiếc túi của anh Hoàng rồi bỏ đi ăn nhậu và hát hò. Đến 23 giờ cùng ngày, Sao Kim Yong đến casino trên đường Võ Nguyên Giáp ở quận Ngũ Hành Sơn để đổi tiền trong ba lô được 4.000 Mỹ Kim để đánh bạc và thua hết. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai và giải quyết sự việc. Kính thưa quý vị, bản tin đánh đi từ Khánh Hòa cho hay heo chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, người dân đã phát hiện ở khu vực hồ chứa Suối Dầu thuộc địa phận huyện Cam Lâm, Khánh Hòa có hàng chục xác heo chết, liên báo cho cơ quan chức năng. Theo xác minh ban đầu, thì tại địa điểm trên có 18 xác heo, còn tại kênh chứa nước Cam Ranh có khoảng 20 xác heo đều đang trong tình trạng phân hủy. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa, sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã điều tra và xác định nguồn gốc số heo chết nói trên nhưng vẫn chưa biết được chúng có nguồn gốc từ đâu. Theo đó, cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và tìm nguyên nhân xem có liên quan đến bệnh dịch tả lợn châu Phi hay không. Hiện tại, số heo chết trên đã được thu gom và mang đi tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp, tiêu độc và khử trùng. Việt Nam là nước thứ ba ở châu Á sau Trung Quốc và Mông Cổ, cũng là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á phát hiện ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đem thực phẩm từ Việt Nam đi Nhật Bản và Úc Quốc có thể ngồi tù và bị phạt hàng tỷ đồng. Vừa qua, Vietnam Airlines đã khuyến cáo hành khách nên tuân thủ quy định mang thực phẩm khi vào Đài Loan, Nhật Bản, Australia trước những rủi ro vi phạm có thể bị ngồi tù cùng với hàng tỷ đồng tiền phạt. Cụ thể, hãng hàng không đã khuyến cáo về việc cấm nhập cảnh khi mang theo một số loại thực phẩm nhằm để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia. Khi nhập cảnh vào Đài Loan, hành khách mang theo thịt hoặc các thực phẩm làm từ thịt heo có thể sẽ bị phạt từ 10.000 cho đến 1 triệu đài tệ, tương đương với khoảng 7,5 triệu đồng cho đến 750 triệu đồng. Tại Nhật Bản, hành khách mang thực phẩm tươi sống và thực phẩm qua chế biến, rau, củ quả phải tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch. Trong trường hợp không có giấy chứng nhận, sẽ phải chịu phạt tối đa là 3 năm tù hoặc số tiền lên đến 1 triệu yên Nhật, tương đương với khoảng 200 triệu đồng. Trong khi tại Australia, hành khách phải hoàn thành phiếu hành khách nhập cảnh. Nếu không kê khai hoặc kê khai sai phiếu trên, hành khách sẽ có thể bị bắt giam và chịu khoản phạt nhân sự lên đến 420.000 đô la Úc, tương đương với khoảng 7 tỷ đồng.
Kính thưa quý vị, trong khi đó thì thu hồi sữa Modelot nhiễm khuẩn gây bệnh đường ruột. Theo đó thì Cục Quản lý thị trường thành phố Sài Gòn vừa có thông báo đến đội quản lý thị trường quận và yêu cầu tập trung kiểm tra đồng thời nhanh chóng thu hồi sữa thương hiệu Modelot có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella Puna gây nguy hại cho người tiêu dùng. Vừa qua, Sở Y tế thành phố Sài Gòn cũng ra thông báo cho người dân về tác hại của sữa có nguy cơ nhiễm khuẩn này, đồng thời yêu cầu người dân và các tổ chức kinh doanh giao nộp sữa cho cơ quan y tế nhằm để kiểm tra và đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng. Thông tin sữa nhiễm khuẩn nhận được từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế Infosun về việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm khuẩn Salmonella Puna xảy ra tại Pháp Quốc. Các bé uống sữa Modelac nhiễm khuẩn đã mắc các bệnh đường ruột như tiêu chảy, ói mửa và buồn nôn. Vào năm 2017 và 2018, đã có 12 sản phẩm thuộc 22 lô hàng đã được nhập cảnh vào Việt Nam. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm nêu trên và thông báo ngay nếu như thấy nó xuất hiện trên thị trường. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam khẳng định không dừng tiêm vaccine Combi-5. Mặc dù vừa qua đã có những thông tin về việc vaccine có tác dụng phụ, nhưng Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Cộng sản Việt Nam Trần Đắc Phu phủ nhận việc tạm dừng tiêm vaccine Combi-5. Ông này cho biết, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục cho phép các tỉnh thành tiêm vaccine Combi-5 theo đúng kế hoạch trên cả nước. Hiện tại chỉ có tỉnh Bình Định là tạm dừng tiêm loại vaccine này. Theo ông thì tỷ lệ phản ứng sau khi tiêm vaccine thông thường như là sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm. Các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc được ghi nhận chiếm tỷ lệ nhỏ. Theo báo cáo của các địa phương, ngoài phản ứng thông thường còn có một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài như các trường hợp ở tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nam. Riêng tại Bình Định đã xảy ra sự việc bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Combi-5. Nguyên nhân tử vong được xác định là do phản ứng nặng sau tiêm chủng trên bệnh nhân. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì hai ngư dân thiệt mạng vì tàu cá bị nổ gas. Sáng ngày 4 tháng 2, cơ quan chức năng huyện Phú Quốc, Kiên Giang đã bàn giao hai thi thể ngư dân là anh Nguyễn Hải Bằng, 29 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Tiên và Trần Văn Luận, 31 tuổi, quê ở Quảng Ngãi cho gia đình. Trước đó, thì hai thanh niên này đã mất tích vào đêm ngày 1 tháng 3 khi tàu cá mang số hiệu KG94682TS bị chìm sau vụ nổ gas. Vụ nổ trên còn khiến cho ba người khác trên tàu bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ngoài hai người bị tử vong, nạn nhân còn lại là anh Trần Anh Hoàng, 45 tuổi, ở Hà Tiên, cũng là chủ tàu bị bỏng toàn thân. Hai thuyền viên khác bị thương nhẹ. Sau khi nhận được tin báo về vụ nổ, cơ quan chức năng đã đến hiện trường trục vớt phương tiện tàu cá và tìm kiếm những nạn nhân, nhưng đến rạng sáng ngày 4 tháng 3 thì mới tìm được hai thi thể còn lại. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra và làm rõ. Tranh cãi về trạm thu phí trên đỉnh Yên Tử. Thưa quý vị, xã Sơn Động ở Bắc Giang đã khánh thành khu du lịch Tâm Linh Tây Yên Tử tại một điểm đến quen thuộc của du khách thập phương, nằm giáp ranh giữa hai địa phương đó là Bắc Giang và Quảng Ninh. Tuy nhiên đã có khá nhiều tranh cãi xảy ra tại đây vì việc thu phí khi vừa qua địa phận của tỉnh Quảng Ninh. Rất nhiều du khách đến với khu danh lam Tây Yên Tử để thăm ngôi chùa đồng nổi tiếng. Theo lời kể của những người đi hành hương tại đây là khi đến địa điểm nêu trên thuộc địa phận Bắc Giang, họ được toàn quyền tham quan toàn bộ khu danh lam phía dưới chùa đồng. Tuy nhiên khi sang địa phận tỉnh Quảng Ninh thì du khách phải mua một tấm vé thu phí danh lam thắng cảnh trị giá là 40.000 đồng cho một người. Đại diện của ban quản lý khu thắng cảnh Tây Yên Tử cho biết, tuy cùng một khu du lịch nhưng lãnh đạo của hai tỉnh trên lại bất đồng trong ý kiến về việc có nên hay là không nên thu phí du khách khi đến tham quan. Được biết hiện tại không hề có bất kỳ quy định về việc danh lam thắng cảnh tại Việt Nam sẽ được thu phí, và cũng không có tính minh bạch trong việc sử dụng số tiền thu được. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo đến từ Đồng Nai cho hay công ty chế biến gỗ đã cháy lớn trong đêm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 3 tháng 3 vừa qua, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một bãi đất trống gần chân cầu Bửu Hòa thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Do đây là khu vực đất quy hoạch để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai, có nhiều cây cỏ khô héo nên ngọn lửa đã lan rất nhanh ra diện tích khoảng 6 hectare, ảnh hưởng đến người dân sống gần đó.
Lửa cháy dữ dội trong nhiều giờ khiến cho lực lượng chức năng phải huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt. Tuy nhiên, do diện tích cháy quá rộng nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lúc này, nhiều gia đình người dân sinh sống trong khu vực bị cháy phải di tản khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng. Đến 21 giờ tối cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nêu trên. Tại Nghệ An, thưa quý vị, đã phát hiện một quả bom nặng 1,3 tấn trong vườn nhà của người dân. Ngày 4 tháng 3, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Cộng sản Việt Nam, tỉnh Nghệ An đang tiến hành để xử lý quả bom sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện trong vườn nhà của một người dân. Trước đó, theo thông tin ban đầu, trong lúc gia đình ông Nguyễn Văn Phanh ở Bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đào đất để làm nhà, thì phát hiện một quả bom lớn dài 2,5 mét, đường kính 0,6 mét, nặng khoảng 1,3 tấn còn sót lại từ thời chiến tranh. Ông này đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, giới hữu trách đã đến hiện trường để làm hàng rào xung quanh với bán kính 5 mét và cắm bảng cấm người qua lại tại khu vực nguy hiểm này. Vì quả bom rất lớn nên lực lượng chức năng đang khảo sát địa điểm để tiến hành thiêu hủy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Gia Ân và Thi Nhung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị.